Chào các bạn, hôm nay mình chuẩn bị mình kho gà về, kho sẻ với thơm nha các bạn. Đây một cái con gà về, mình chặt nó ra miếng vừa ăn này nha. Đây mình chuẩn bị thơm này, thơm mình sắc sẵn này, với lại sẻ. Thì bây giờ mình ướp cái thịt trước nha các bạn. Rồi mình cho miếng bột ngọt, tiêu. Mình không có ướp đường nha, tại vì về mình kho thơm á, nó ngọt rồi, cho nên mình không có cho đường vô, cái đường nó ngọt dữ lắm. Mình cho miếng nước màu vậy nè. Quay căng tay à, nó khá quay. Giờ mình cho sẻ vô nha các bạn. Sẻ nhiều nhiều ra thơm. Giờ mình ướp, mình để cho nó tí đồng hồ vậy, thấm gia vị rồi xong mình mới nấu nha các bạn. Chút tỏi nó thơm á. Giờ mình cho cái thịt về lên. Xào cái thịt gà nó xanh rồi á, bây giờ mình chỉ cho thơm vô các bạn. Thơm đông lạnh, thơm nhiều nhiều rồi, tại cái gà về thì nó dai á, nấu thơm nhiều nhiều nó làm cho cái gà nó mềm. Rồi, giờ mình nấu lâu lâu rồi, hầm khoảng tiếng một hồi các bạn, cái thịt gà nó mềm ngon. Nãy giờ cũng cái tím rồi các bạn, rồi nấu dặn yếu yếu á, tắm vô miếng gà ngon ghê.